Dạ em xin phép chào tất cả cô chú anh chị và chào tất cả mọi người. Hôm nay là phiên Lan Rừng tối ngày 14 tháng 11 năm 2023 nha mọi người. Hôm nay bên em tiếp tục về được một số mặt hàng Lan Rừng. Thì sau công tác chuẩn bị thì em đã chia ra từng hình và đánh số thứ tự, thì mọi người xem được hình nào thì chốt hình đó nha mọi người. Rồi thì em sẽ điểm sơ qua các mặt hàng có ngày hôm nay. Thứ nhất là em về có lan bạch hỏa hoàng nha mọi người, một loại lan cho hoa rất đẹp đó. Tiếp theo là một phần lan huyết nhung đỏ này, rồi các về lan thanh đạm nha mọi người đấy, rồi lan lỏng sao này đấy, rồi tục đoạn nha mọi người đấy, rồi kim điệp xuân này là một phần chiều dạt rất đẹp nha mọi người đấy, rồi lan thanh đạm cánh bướm nha mọi người đấy, rồi lan hoàng thảo đơn cam nha mọi người, em loại lan cho hoa màu đỏ rực rỡ luôn, đơn cam màu rừng tâm nha mọi người đấy, là một phần dáng hương tam bảo sắc nha mọi người đấy, rồi một phần kiếm xích ngọc này, rồi địa lan kiếm tứ thời nữa nha mọi người đấy. Rồi hôm nay em về được một số cái hình lan kiều cam nha mọi người đấy, hàng rất đẹp, lâu lắm rồi mới về lại kiều tươi đẹp như thế này nha mọi người đấy. Rồi có các hàng rời này, rồi có các cây nguyên bản nữa nha mọi người, và một cái combo lồng sầu nha mọi người đấy. Dạ rồi thì hàng về gì thì em bán cái đó nha mọi người, thì về lúc nào bán lúc đó, có gì bán mấy, có ít bán ít, có nhiều bán nhiều nha mọi người. Dạ rồi thì tí nữa em sẽ quay cụ thể từng cái hình một cho mọi người cùng xem nha. Rồi, trước khi vào quay chi tiết thì em sẽ giới thiệu kênh của em. Kênh của em là kênh Núi Rừng Tây Nguyên Channel 2. Số điện thoại Zalo liên hệ là 070 611 5694. Mọi người đặt hàng thì gọi điện thoại trực tiếp cho em số điện thoại này. Trường hợp mọi người gọi điện không được thì mọi người vui lòng nhắn tin, em sẽ chốt hàng qua tin nhắn và đi cho người trong thời gian sớm nhất nha. Rồi bên em đồng giá ship 30k trên một đơn hàng. Ship này ship nhanh, tầm 2 đến 3 ngày thì mọi người nhận được hàng nha. Rồi thống nhất phí ship là 30k trên một đơn hàng, một đơn thì 30k, nhiều đơn thì 30k nha mọi người. Dạ rồi. Về cái em xin lưu ý mọi người là về cái Zalo của em á, thì mọi người nếu mà có nhắn thì mọi người cứ nhắn bình thường qua thôi, chứ còn các bạn thì do danh bạ của em nó cũng đầy nên cái đại do cái hoạt động cũng rất là nhiều năm rồi mọi người, nên cái danh sách đến cái ngưỡng giới hạn á thì mọi người cứ vẫn nhắn tin và gửi hình được vẫn được, mà qua bên chỉ cần bấm nhắn tin là bên cái người lạ là cũng được nha mọi người. Đây thì không cách bàn được thôi, chứ còn nhắn tin thôi thì vẫn bình thường, nên mọi người cứ nhắn tin qua cho em sẽ trả lời nha mọi người. Đấy thì em xin lưu ý luôn là vì vừa rồi có một số cô chú anh chị nhắn tin Zalo không được, cách bạn không được, mọi người cũng em lưu ý luôn nha mọi người. Rồi. Rồi thì hôm nay bên em vẫn chưa có sản phẩm chè dãy rừng nha mọi người. Đấy thì em mới liên hệ về cho ba mẹ, thì ngoài kia thì đang trời đang lũ lụt nha mọi người. Đấy, nước lớn lớn này cũng không đem đi được, gửi được nha mọi người. Đấy và đường xá nó cũng sạt lở nhiều đấy. Rồi thì khi nào trời nó quang mây tạnh này kia nó thông thoáng rồi thì ba mẹ em gửi vào, thì em sẽ tiếp tục chia sẻ cho mọi người về dùng nha mọi người. Đấy thì về cây chè dãy rừng thì nó cũng còn lại gì nữa đấy, thì em chia sẻ với cái sản phẩm này với dạng trà, uống trà của cây chè dãy rừng nha mọi người. Đấy thì mọi người về dùng đấy. Tác dụng của cây thì hỗ trợ điều trị dạ dày, diệt vi khuẩn HP, kháng viêm, ăn thần các loại nha mọi người. Thì nó đặc biệt tốt cho hệ tiêu hóa, đặc biệt là dạ dày, đại tràng, trực tràng nha mọi người. Rồi thì nó được các cái tác dụng của nó đã được nghiên cứu, và một cái công trình nghiên cứu về tác dụng của cái chất polyphenol trong cây chè dãy rừng ấy, thì nó liên quan các chỉ số lipid máu đấy, và so với động mạch nha mọi người. Lipid máu thì nó liên quan đến vấn đề mỡ trong máu nha mọi người. Và thứ hai nữa là so với động mạch đấy, thì về tuần hoàn máu nha mọi người, tuần hoàn lưu thông máu đấy, thì nó có tác dụng đối với những cái triệu chứng bệnh như thế nha mọi người. Thì mọi người theo dõi cái tài liệu về cái công trình nghiên cứu đã được công bố, thì mọi người kéo xuống cái phần nhận xét bình luận ở bên dưới này, thì em có để cái link tải về cho mọi người, link tải tài liệu á cho mọi người về tham khảo đấy. Thì có chú anh chị nào mà có nhu cầu xem mà không máy được thì nhờ, lớn tuổi rồi mà làm về công nghệ nó chưa rành thì mọi người nhờ con nhà cháu là đều vào ấy thì tải được, rất là dễ dàng nha mọi người. Đấy, về in ra giờ nó cũng thuận lợi, cái gì nó cũng thuận lợi nha mọi người. Đấy, nói chung nhờ công nghệ này kia thì cái gì nó cũng kéo lại gần nhau hết nha mọi người, cái gì cũng thế. Dạ rồi thì đó là về cây chè dãy rừng, thì em thời gian tới thì em cũng sẽ chia sẻ cụ thể hơn cho mọi người về cái sản phẩm này. Đấy thì mọi người theo dõi, thì hôm nào có thì mọi người xem có thể sử dụng. Đấy thì thời gian qua của chú anh chị dùng rất là nhiều mà đã phản hồi rất tích cực, các triệu chứng điển hình về hệ tiêu hóa với đặc biệt là dạ dày nè,
thì ở hơi trào ngược ở chua, trào ngược dạ dày, ăn không tiêu đấy, ăn không ngon, ngủ không yên thì uống vào đều cải thiện tốt nha mọi người đấy. Thì em xin chúc mừng cô chú anh chị để sử dụng sản phẩm hiệu quả nha mọi người. Nói chung là phản hồi tích cực hết, em chưa thấy ai nói về vấn đề này gì hết nha mọi người. Tại vì cái cây chè dây rừng này là cây lành tính nha mọi người, nó không có tác dụng phụ, và thứ hai nó thuộc tính bình, nó không có nó cũng phải là cây có chứa chất gì hết, chất độc gì hết nha mọi người. Nên nó rất là trung tính nha mọi người đấy, thì nó không có tác dụng phụ gì khi sử dụng sản phẩm ấy đấy. Dạ rồi, thì đó em cũng xin lưu ý như thế luôn đấy, thì thời gian tới em chia sẻ cụ thể hơn. Dạ rồi, thì em mọi người theo dõi cái mặt hàng lan rừng, và em có thể chia sẻ thêm sản phẩm cho dễ rừng lên kênh. Mọi người nhấn vào nút đăng ký kênh lúc này và bấm vào chuông thông báo bên cạnh để nhận tất cả clip trên kênh một cách nhanh và sớm nhất nha mọi người. Rồi, theo thứ tự thì em sẽ đi tên xuống dưới cho mọi người dễ theo dõi nha. Đầu tiên là em giới thiệu lan bạch hổ hoàng nha mọi người. Đấy, thì lâu lắm rồi em mới có hàng bạch hổ hoàng về lại nha mọi người. Hôm nay về được các hình nguyên bản và các hình rời đấy, thì cô chú anh chị xem được hình nào thì chốt hình đó nhé. Rồi, cái dòng này tạo hóa sinh ra là cây nó nhỏ bé như này đấy, nhưng mà hoa rất đẹp đấy. Đây hoa của nó ba màu như này, đây hoa của bạch hổ hoàng ba màu rất là xinh. Vì cái hoa với sau cái thân thì cái hoa nó khi nó nở nó to hơn cả cái thân như này đấy. Hoa lớn đấy, nở hoa rất đẹp như này, hoa ba màu như này đấy. Đang bạch hổ hoàng đấy, mà nó đang cho hoa rất đẹp luôn. Rồi thì cái dòng này thì nó tạo hóa nó ra nó như thế này thôi nha mọi người. Đấy, cây nó như thế này thôi và nó cho hoa thôi nha mọi người. Đấy, mùa này thì cây đã trưởng thành hết rồi này. Đó, rất là hay. Đấy, thì nó mọc ở những vùng ưa ẩm đấy, ưa ẩm. Nên mọi người về trồng thì giữ độ ẩm cho cây mà phải thoát nước nha mọi người. Rồi, đó là lan bạch hổ hoàng này, một hình số 1 trong 110 nguyên bản như thế này nha mọi người. Đây là nguyên bản đầu tiên nè. Tiếp theo là nguyên bản số 2 này. Đấy, ngoài tự nhiên thì nó có thế mọc của nó hết nha mọi người. Về đặt chậu sao cho nó hợp lý tự nhiên là được nha mọi người. Rồi, tiếp theo là nguyên bản số 3 này. Rồi, nguyên bản số 4 này. Tiếp theo là nguyên bản số 5 này. Rồi, tiếp theo là nguyên bản số 6 này. Đấy, rồi tiếp theo là nguyên bản số 7 này. Rồi tiếp theo là nguyên bản số 8 này. Rồi tiếp theo là nguyên bản số 9 này. Rồi tiếp theo là nguyên bản số 10 nha mọi người. Đó, 10 nguyên bản bạch hổ hoàng nha mọi người. Đấy, cái này thì hàng nguyên bản là mọi người về không cần phải ghép nữa. Đấy, mọi người bố trí sao cho nó hợp lý đã được. Hình số 1 100.000 cho mọi người về sưu tầm 10 nguyên bản nha mọi người. Rồi tiếp theo là đến hình số 2. 100.000 cho 10 nguyên bản luôn. Đây nguyên bản đầu tiên này. Đấy. Tiếp theo là nguyên bản số 2 này. Rồi tiếp theo là nguyên bản số 3 này. Đấy. Rồi tiếp theo là nguyên bản số 4 này. Rồi tiếp theo là nguyên bản số 5 này. Rồi tiếp theo là nguyên bản số 6 này. Đấy. Rồi tiếp theo là nguyên bản số 7 này. Nguyên bản số 8 này. Đó. Nguyên bản số 9 này. Rồi tiếp theo là nguyên bản số 10 nha mọi người. Đó, 10 nguyên bản bạch hổ hoàng. Hình số 2 100.000 cho mọi người về sưu tầm. Tiếp theo là đến hình số 3 100.000 cho 10 nguyên bản luôn. Đây nguyên bản đầu tiên nè. Tiếp theo là nguyên bản số 2 nè. Rồi tiếp theo là nguyên bản số 3 nè. Rồi tiếp theo là nguyên bản số 4 nè. Rồi tiếp theo là nguyên bản số 5 nè. Rồi tiếp theo là nguyên bản số 6 nè. Đấy, ra hoa có trái như thế này nha mọi người. Rồi tiếp theo là nguyên bản số 7 nè. Đấy. Rồi nguyên bản số 8 này. Rồi nguyên bản số 9 này. Rồi nguyên bản số 10 nha mọi người. Đó, 10 nguyên bản bạch hổ hoàng 100.000. Hình số 3 cho mọi người về sưu tầm. Tiếp theo là đến hình số 4, 100.000 cho 10 nguyên bản. Đây nguyên bản đầu tiên này. Tiếp theo là nguyên bản số 2 này. Rồi tiếp theo là nguyên bản số 3 này. Đấy, ra hoa có trái như này nha mọi người. Rồi tiếp theo là nguyên bản số 4 này. Rồi nguyên bản số 5 này. Rồi nguyên bản số 6 này. Đó. Nguyên bản số 7 này. Nguyên bản số 8 này. À 8 này, đó. 9 này, 10 này, đó. Rồi, 10 nguyên bản bạch hổ hoàng nha mọi người. Đấy. Rồi hình số hình số 4 nha mọi người, 100.000 cho 10 nguyên bản.
Tiếp theo là điển hình số 5 là loại hàng rời 120.000 cho 20 về lớn nhé mọi người. Nãy là hàng về, em người về ghép lại. Còn có các kia nè, 1 nè. 2 nè. 3 nè. 4 nè. 5 nè. 6 nè. 7 nè. 8 nè. 9 nè. 10 nè. 11 nè. 12 nè. 13 nè. 14 nè. 15 nè. 16 nè. 17 nè. 18 nè. 19 nè. 20 nha mọi người. Đó. Rồi 20 về lớn bạch hỏa hoàng nha mọi người. Thấy hình số 5 120.000 nha mọi người. Cho cái phần về lớn. Đấy, hôm nay em có một phần lớn thôi. Rồi các hình nhỏ hơn. Đấy, hình nhỏ hơn thì hình 100.000 cho 40 về nha mọi người. Còn có 3 phần, 1 2 3 phần này. Đấy. Thì một phần nó gồm có các cây nguyên bản nhỏ và về như thế này, 1 2 này, 3 này. 4 nè, đấy, nó có gì hết nhưng mà nó người về cứ ghép hay ngồi tự nhiên để mọc như thế này nè, 4 nè. Rồi 5 nè, 6 nè. 7 nè. 8 nè, 9 nè. 10 nè. 11 nè. 12 nè. 13 nè. 14 nè. 15 nè. 16 nè, 17 nè. 18 nè. 19 nè. 20 nè. 21 nè. 22 nè. 23 nè. 24 nè. 25 nè. 26 nè. 27 nè. 28 nè. 29 nè. 30 nè. 31 nè. 32 nè. 33 nè. 34 nè. 35 nè, 36 nè. 37 nè, 8 nè. 39 nè, 40 nha mọi người. Đó. Và một phần như thế gồm có 40 gì thì gồm có 3 phần. Mấy phần này cũng như vậy nha mọi người, em chia rồi. Đây, nó giống nhau hết nha mọi người. Đó. Hôm nay cũng vậy này. Đó. Thì một phần như thế này gồm có 40 cây, em được 3 phần rồi. Đấy. Rồi, đó là lan bạch hỏa hoàng rời nha mọi người. Đấy, một phần là 40 về thì gồm có 3 phần đó. Lan cho nó rất đẹp nha mọi người. Đấy. Rồi, tiếp theo ngày hôm nay em có một phần lan huyết nhung đỏ nha mọi người. Đấy, hoa nó đây. Đấy, hoa lan phần nhánh là nó nhiều bông rất đẹp nha mọi người. Hoa đỏ rực rỡ luôn. Đấy. Đó là lan huyết nhung nha mọi người. Đấy, huyết nhung đỏ dòng Vanda rị gió cho hoa rất đẹp nha mọi người. Rồi, hình số 7, 100.000 cho 8 cây nha mọi người. Đấy. Ở đây là cây đầu tiên này, đấy, dòng ấy mọi người về ghép thì trên cái rễ cái này thì nó ra rễ mới nha mọi người. Đó, lá xếp rất đẹp nha mọi người. Đấy. Rồi 1 này, tiếp theo là cây số 2 này. Đó, cây số 2 nha mọi người, lá xếp rất đẹp. Đấy. Tiếp theo là cây số 3 này. Đấy. Rồi tiếp theo là cây số 4 này. Đấy. Rồi cây số 5 này. Đấy. Cây số 6 này. Đó thì ngồi tự nhiên nó mọc như thế nha mọi người. Đấy. Rồi, tiếp theo là cây số 7 này. Đó, rồi tự nhiên nó mọc như vậy này. Đấy. Rồi tiếp theo là cây số 8 nha mọi người. Đấy. Này mẹ bồng con này, đấy, một cây lớn một cây nhỏ này. Đó. Lên lên nước mầm nó đẹp nha mọi người. Đấy. Rồi, hình số 7 cái nhung đỏ nha mọi người. Đấy, 100.000 cho 8 cây. Rồi, tiếp theo là đến hình thanh đạm nha mọi người. Đấy, mà dòng thanh đạm cho hoa cũng khá là hay. Này hoa của thanh đạm này đây nha mọi người. Đấy, về sưu tầm thấy hoa rất là đẹp nha mọi người. Đó, thì nở trên này là nở hoa này, như này có nụ này. Đó. Thì mới đầu thì nó nở màu xanh vàng như thế này. Đấy, khi nó nở ra thì nó chuyển qua màu nâu nha mọi người. Chuyển qua màu nâu như thế này nè. Đấy, hoa rất là sai nha mọi người. Hoa nhiều. Đấy, quá trời luôn. Bông mặt hoa cũng đẹp nha mọi người. Đó, đang thanh đạm. Rồi, thì mùa này mùa đang nụ của cây nha mọi người. Đấy, thì hình số 8, 100.000 cho cây nguyên bản lớn nha mọi người. Rồi, cái này thì một cây nguyên bản. Mọi người về đây, nguyên bản của nó luôn nè, đã nguyên một cái mạng lớn như thế này nha mọi người. Đó. Này mà nó có hoa như thế này nè, đó, nụ không nha mọi người. Đấy, này mọi người về đặt lên là được rồi. Đấy, cây nguyên bản của nó luôn. Đó, một miếng như thế này. Đấy. Này mọi người về treo lên cố định sơ treo lên là được đẹp rồi nha mọi người. Đó. Đang thanh đạm nha mọi người, nó ra như thế này nè. Đó.
Rồi hoa cũng đẹp nha mọi người. Rồi đang thanh đạm 10 về sưu tầm, đấy, nụ chi chít luôn. Đấy, dòng thanh đạm cho hoa cũng đẹp, 100.000 cho mọi người về sưu tầm số 8. Đang thanh đạm nha mọi người. Tiếp theo là đánh hình số 9, 100.000 cho 20 bản. Đấy. Rồi, đây là nguyên bản đầu tiên này. Đó. Thì nó trong một cái miếng như thế này nha mọi người. Đó. Rồi, cái rất đẹp rồi nha mọi người. Đấy, hoa cũng thanh đạm đẹp nha mọi người. Đấy, hoa chi chít luôn nha mọi người. Đó. Rồi, tiếp theo là đánh đây nguyên bản số 2 này. Đó. Rồi, hai nguyên bản thanh đạm nha mọi người. Đấy, hình này hình 100. Đấy. Cho người về sưu tầm, đấy hình số 9. 100.000, hôm nay nguyên bản lớn là 100 này. Đó. Rồi, đó là lan thanh đạm nha mọi người. Rồi, tiếp theo ngày hôm nay thì em có các hình lan lọc mà sao nha mọi người. Đấy, loại lan cho hoa rất đẹp. Đấy, hình lan lọc nó giống như ngôi sao nha mọi người. Đấy, 5 cánh như ngôi sao luôn. Rồi, hình số 10 nha mọi người, 100.000 cho 20 bản. Rồi. Đây là nguyên bản đầu tiên, đấy lỏng sao thì mà tới mùa nó ra hoa thì nó ra hoa chi chít luôn nha mọi người. Đấy dòng này nó ra những cái thân này nè, đấy cái dây của nó nè. Đó thân hoa nó ra hoa nhiều lắm. Đấy. Rồi tiếp theo là nguyên bản số 2 này. Đấy, cái nguyên bản đó rất là nhiều nha mọi người. Đấy, cái này thì nó tới mùa ra hoa thì hoa rực rỡ luôn. Đấy, quá trời. Đấy, rất đẹp nha mọi người. Đó, nguyên bản lòng sao. Đấy. Rồi hai nguyên bản lan lòng sao người về sưu tầm. Đấy, hình này hình số 10, 100.000 cho hai nguyên bản. Đấy, lan lòng sao này ra hoa nhiều lắm nha. Tiếp theo là đến hình số 11, đấy, nguyên bản lòng sao cho ba nguyên bản này. Rồi đang nguyên bản đầu tiên nha mọi người. Đó, lòng sao này. Rồi tiếp theo là nguyên bản số 2 này. Đó. Người về cố định lại đấy. Rồi tiếp theo là nguyên bản số 3 này. Đó. Số 3 nha mọi người. Đấy, lỏng sao như thế nha mọi người. Rồi, ba nguyên bản lỏng sao cho người về sưu tầm nha mọi người. Đấy, lỏng sao. Hình 11 100.000 nha mọi người. Tiếp theo là đánh hình số 12. Lỏng sao và lan thanh đạm nha mọi người. Đấy. Rồi, đây là cái nguyên bản lỏng sao cho người về ốp vào thôi. Đấy. Rồi, tiếp theo là đánh cây nguyên bản thanh đạm nha mọi người. Đó, thanh đạm đấy, ra hoa này, ra hoa và có trái này. Đó. Rồi, hôm nay có nguyên bản nó dính sẵn hết rồi, người về với việc đấy thôi, đặt sắp xếp sao cho nó hợp lý là được. Rồi, đây cũng một cây nguyên bản này, đấy. Hoa nó đẹp nha mọi người. Đấy. Đó, hoa của thanh đạm. Đấy. Rồi, ba hai thanh đạm và một cộng sao. Đấy. Hình số 12 nha mọi người, 100.000 cho người về sưu tầm. Tiếp theo là đến hình 13. 13 gồm nguyên bản lỏng và tục đoạn nha mọi người. Rồi, đây là cây một cây nguyên bản lỏng nha mọi người, lỏng. Lỏng mà thì hoa cũng rất là đẹp nha mọi người. Nhiều loại lan lỏng này kia hoa đẹp lắm. Rồi lan lỏng nha mọi người. Rồi tiếp theo là một cây nguyên bản tục đoạn nha mọi người. Đấy. Đây hoa tục đoạn này. Đấy. Đây nó ra hoa và có trái như thế này nè. Đấy, cái dòng này là dòng bonsai nha mọi người. Đây vì cái thân mà nó gấp khúc rất nhiều này. Đấy. Này khá là hay, nó giống như kiểu chơi bonsai. Đấy, hoa của nó rất là chi chít luôn nha mọi người. Nó mua ra hoa thì nó hoa nè, cây nào nó cũng có hoa hết trơn này. Ra hoa và có trái này. Đó. Này người về đặt chậu và cố định là đẹp rồi. Đấy. Một nguyên bản tục đoạn và một nguyên bản lỏng nha mọi người. Đấy. Rồi hình này là hình 13, hình này là 100.000 nha mọi người về sưu tầm. Tiếp theo là đến hình số 14, gắm thượng hải và tục đoạn nha mọi người. Tục đoạn này, rồi gắm thượng hải đó nha mọi người. Rồi, đây là gắm thượng hải này. Đấy, loại đang cho hoa rất đẹp nha mọi người. Đó. Hoa của gắm thượng hải đẹp nha mọi người. Nguyên bản này. Rồi cái cây ấy này, đó, cây này mọi người về kết thêm này. Đó. Rồi, ba cây gắm, hai cây rời và một cây nguyên bản gắm này. Tiếp theo là lan tục đoạn nha mọi người. Đó, tục đoạn nhìn bonsai rất đẹp nha mọi người. Đó, là tục đoạn dưới này là lọng này, lọng sao nha. Đấy. Rồi tiếp theo là một về lan tục đoạn nữa nè. Đó. Này thân gấp khúc, thân lá cũng rất đẹp nha mọi người. Đó. Hoa cũng đẹp luôn. Đấy. Rồi, tiếp theo là một cây nguyên bản này. Đó.
Rồi tục đoạn và gấm thượng hải mọi người, hình 100 14 cho mọi người về sưu tầm. Dạ rồi, tiếp theo ngày hôm nay em có các hình lan kim điệp xuân. Đấy. Kim điệp xuân hoa màu vàng rất đẹp nha mọi người. Này hoa này bền hoa, lâu tàn, tay mục nhánh nó nhiều bông nha mọi người. Đó, hoa màu vàng rực rỡ luôn. Đấy. Hình số 15 kim điệp xuân 100.110 nguyên bản người về sưu tầm. Ở đây là nguyên bản đầu tiên này. Đấy, thân kim điệp xuân thì về thân lá rất đẹp nha mọi người. Đấy, lên cây con nhìn rất là mê nha mọi người. Đấy. U nào này, em nó mập mạp nha mọi người. Đấy. Một nguyên bản này. Tiếp theo là nguyên bản số 2 này, đó, cây rất là mập nhưng mà, đó. Rồi tiếp theo là cây nguyên bản số 3 này, đó. Rồi tiếp theo là cây nguyên bản số 4 này, rồi tiếp theo là cây nguyên bản số 5 này, đó. Rồi tiếp theo là cây nguyên bản số 6 này, đó. Rồi tiếp theo là cây nguyên bản số 7 này, đó. Thì người cứ trồng mà ghép đính vào đây tới mùa ra hoa nó thồng các bông hoa xuống rất đẹp nhưng mà, đó. Đó, cây rất là mập mạp này. Đó. Bản số 8 này, bản số 9 này, đấy, cái rất là mập nhưng mà đấy, tiếp theo là bản số 10 này, đó, mọi người về ký vào này kia thì nó ok thôi, cái ngoài tự nhiên thì nó bám như thế này, ông đã sinh trưởng được rồi, đấy. Rồi hình 15 nha mọi người, đấy 100.000 cho 10 nguyên bản. Tiếp theo là đến hình 16, 100.000 cho 30 về nha mọi người, này là hàng rời, mọi người về ghép, đấy, đây như đầu tiên này, đấy, cái rất là mập mạp nha mọi người, đó, kim điệp xuân này, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 về nè, 6 về nè, 7 về nè, 8 về nè, 9 về nè, 10 về nè, 11 nè, 12 nè, 13 nè, 14, 15 nè, 16 nè, 17 nè, 18 nè, 19 nè, 20 nè, 21 nè, 22 nè, 23 nè, 24 nè, 25 nè, 26 nè, 27 nè, 28 nè, 29 nè, 30 nè. Đó. Rồi, phần kim điệp xuân rời nha mọi người bị ghép, đã rất là nhiều thân tơ trong này, tới mùa hoa nó sẽ rực rỡ luôn nha mọi người. Hình 16 100.000 cho 30 về nha mọi người, thân rất mập luôn. Rồi tiếp theo ngày hôm nay em có một cái phần kiều dạt nha mọi người, đấy, hoa rất đẹp, hoa màu vàng rất đẹp nha mọi người, đang kiều dạt, đang kiều dạt rất đẹp nha mọi người. Rồi đặc biệt đó là này là hai cây lamix nha mọi người, 17 150 cho hai cây lamix này. Đó, đây là cây đầu tiên này, đây nguyên dạt đầu tiên này, thằng mập này, đó lamix nha mọi người, đó. Lá thằng này nó khá là hay. Đấy. Mình nhìn nó giống như nó cái bị kẻ mờ nha mọi người. Nè, đó. Nhìn nó nhìn kẻ mờ nha mọi người, mờ mờ này, đó. Rồi cây này nữa nè, đó, nhìn nó cái lá kẻ mờ này. Đó. Lá mít kẻ mờ nha mọi người. Đấy, cái này nhiều lúc đó là nó thiếu cái gì kia. Xong rồi mọi người về trồng có khi là nó ra kẻ nha mọi người. Đấy. Đây là mít nè. Đó. Đó nhìn nè, đó. Rất đẹp nha mọi người. Đấy, là mấy kẻ mờ. Rồi thì bán người về sưu tầm hai cây, đấy hai cây rất đẹp nha mọi người, một cây nguyên bản một cái, đấy, hình này hình 150 cho hai dè mít nha mọi người. Đấy. Rồi tiếp theo là đến hình 18 nha mọi người, đấy hình 18 là lan thanh đậm cánh bướm nha mọi người, đấy là thanh đậm cánh bướm cho hoa rất đẹp nha mọi người, đây hoa nó đây, đó thì hoa một loại lan thanh đậm cho hoa rất đẹp và thơm nha mọi người, đấy là thanh đậm cánh bướm. Hình số 18 nha mọi người, đấy 100.000 cho 50 nguyên bản này. Rồi đây nguyên bản đầu tiên này, đó thì cây đang hoa luôn này, đó hoa rất đẹp nha mọi người, hoa rất thơm luôn, đó đấy, cây rất đẹp, đẹp mà hoa, đấy. Đang hoa, đang bung hoa nha mọi người. Đấy. Rồi cái nguyên bản đầu tiên, tiếp theo là cái nguyên bản số 2 này. Đó, này là đang lên nụ này, đấy, nụ này, đó, nụ chi chít luôn nha mọi người. Tiếp theo là cây nguyên bản số 3 này, đó, bản số 3 nha mọi người. Rồi tiếp theo là nguyên bản số 4 này, đó, 4 nguyên bản này. Rồi tiếp theo là cây nguyên bản số 5, đấy, 5 nguyên bản thanh đậm cánh bướm nha mọi người.
Thái Hoa tắt đèn nha mọi người, hình 18 100.000 cho 50 bản người về sưu tầm. Tiếp theo là đánh hình số 19 100.000 cho 10 nguyên bản nha mọi người. Ở đây nguyên bản đầu tiên này là cây đang nổ nha mọi người. Đang nổ này nó sẽ to lần lên và nó hình thành cái hoa như thế nha mọi người. Rồi tiếp theo là nguyên bản số 2 này. Đó. Tiếp theo là nguyên bản số 3 này. Rồi tiếp theo là nguyên bản số 4 này. Đó, thì mọi người về cố định lại được thôi nha mọi người. Nguyên bản số 5 này. Rồi nguyên bản số 6 này. Rồi nguyên bản số 7 này. Nguyên bản số 8 này, đấy đang nổ này. Nguyên bản số 9 này. Đó, đang nổ này. Đấy. Theo là nguyên bản số 10 nha mọi người. Đó 10 nguyên bản thanh đậm cánh bướm hình 19 nha mọi người. 100.000 cho mọi người về sưu tầm. Rồi, tiếp theo là đến hình 20. Hình 20 100.000 cho hai dì lớn nha mọi người. Ở đây là dì lớn đầu tiên nè. Đó thì cây đang nổ luôn nha mọi người. Đó, đang nổ hoa nè. Đấy, nguyên dì của nó nha mọi người. Thấy dòng thanh đậm mà cánh bướm thì thân lá nó như thế này thôi. Đấy. Cây lên nổ đó, này nổ nè. Rồi, tiếp theo là về số 2 nè. Đấy, nguyên dì nha mọi người. Đó, cây lên nổ quá trời luôn nè. Đó. Rất nhiều nha mọi người. Đấy. Rồi hai dì thanh đạm nha mọi người. Đấy. Nụ chi chít luôn này. Đấy. Rồi hình 20, hai dì thanh đạm nha mọi người. Đấy, 100.000 cho mọi người về sưu tầm. Đấy, lan thanh đạm cánh bướm. À, rồi, tiếp theo ngày hôm nay thì em có phần lan ba loại thanh đạm nha mọi người. Đấy. Rồi đây là thanh đạm mà tay kia, đây thanh đạm nãy mà mùa này cũng đang hoa. Đó, rất nhiều này. Đấy, này mọi người phải ghép này, đang nụ này. Đấy, đang nụ hoa nha mọi người. Rồi, tiếp theo là lan thanh đạm cánh bướm này. Đấy, thanh đạm cánh bướm này. Đấy, đây thanh đạm cánh bướm nha mọi người. Ba loại thanh đạm trong một phần, mọi người về cho tầm được ba loại luôn. Đó là thanh đạm cánh bướm nha mọi người. Cái hàng về nhỏ hơn này, đấy, đang nụ nè. Đó là thanh đạm cánh bướm nè. Đó thanh đạm cánh bướm nè. Đấy, đang hoa nha mọi người. Đó. Thanh đạm cánh bướm nha mọi người. Đó rất nhiều là thanh đạm cánh bướm nha mọi người. Đó. Cái về là thanh đạm cánh bướm nè. Rồi và một cái về lan thanh đạm ba găng nha mọi người. Đấy, mùa này cũng mùa nụ của thanh đạm ba găng này. Đấy. Đây, này nụ hoa của thanh đạm ba găng nha mọi người. Đấy. Rồi, ba loại thanh đạm, ba găng, thanh đạm cánh bướm và một cái dòng thanh đạm mới nữa. Đó. Rồi, ba phần ba loại lan thanh đạm này một giá 100 nha mọi người. 100.000 cho ba loại lan này, hình 21 nha mọi người. Đấy. Giờ rồi tiếp theo là đến hình số 30. Rồi tiếp theo là đến hình 22, lan hoàng thảo đơn cam nha mọi người. Đấy, là lan đơn cam cho hoa rất đẹp luôn. Đấy. Đó. Rồi hoa đơn cam là hoa rất là xinh nha mọi người. Đấy. Đơn cam ở rừng em là hoa đỏ rực rỡ nha mọi người. Đấy, hình 22, 120 cho hai nguyên bản lớn nha. Đấy. Ở đây nguyên bản đầu tiên này, đã ngồi tự nhiên thì nó mọc như thế này thôi nha mọi người. Đó, thì nó gồm có một thân tơ khá dài này, mùa trước thì nó ngắn, mùa này dài này. Đấy, mùa trước ra hoa rồi nha mọi người. Đấy. Rồi tiếp theo là nguyên bản số 2 này. Đấy, nguyên bản số 2 gồm có một hai thân tơ nha mọi người. Đấy, mùa trước ra hoa và này. Đó. Rồi hai nguyên bản đơn cam lớn nhất ngày hôm nay nha mọi người. Đấy. Hình 22 120 nha mọi người cho hai cây này, cây lớn này. Tiếp theo là đến hình số 23, 100.000 cho 3 nguyên bản lớn nha mọi người. Ở đây nguyên bản đầu tiên này, đấy thân hoa mùa này như thế này nha mọi người. Đó là một thằng con này này. Rồi tiếp theo là nguyên bản số 2 này. Đó. Rồi tiếp theo là nguyên bản số 3 này. Đấy, cây thân tơ đây, mùa trước này. Rồi. Ba nguyên bản đơn cam nha mọi người. Đấy, hình này hình 100 cho mọi người về sưu tầm, 23. Tiếp theo là đến hình 24, 100.000 cho 5 nguyên bản này. Đấy, mùa này thì đơn cam đã thắt ngọn rồi này, xuống lá chờ ra hoa thôi nha mọi người. Đấy, nó sẽ bước vào mùa nghỉ. Đấy, mùa nó ra hoa xong và nó lên cây con mới nên nó sẽ phát triển thành mùa mới nha mọi người. Đó, này là cái mắt hoa của lan đơn cam nha mọi người.
Rồi tiếp theo là nguyên bản số 2 này. Đấy. Rồi tiếp theo là nguyên bản số 3 này. Rồi nguyên bản số 4 này, này được 2 thân tơ nha mọi người. Tiếp theo là nguyên bản số 5 này. Đó. Rồi 5 nguyên bản hoàn thảo đơn cam nha mọi người. 5 nguyên bản lớn luôn. Đấy. Hình 24 100 nha mọi người. Đấy. Tiếp theo là đến hình 25 100.000 cho 8 nguyên bản. Đây nguyên bản đầu tiên này. Đấy. Tiếp theo là nguyên bản số 2 này. Đó. Tiếp theo là nguyên bản số 3. Rồi nguyên bản số 4 này. Nguyên bản số 5 này. Nguyên bản số 6 này. Đấy, ngoài tự nhiên thì nó mọc ra những cành gai nhỏ thế này thôi nha. Rất là nhiều mùa rồi này. Đấy, đơn cam thì nó thường lên một một mầm như thế nha mọi người. Tiếp theo là nguyên bản số 6 này. Rồi nguyên bản số 8 nha mọi người. 8 nguyên bản đơn cam nha mọi người. Đó, rồi hình 3 này. 4 5 này, 6 này. 7 này, 8 này. Đó, 8 nguyên bản nâng cam hình số 25 100.000 nha mọi người. Tiếp theo là đến hình 26 100.000 cho 15 nguyên bản nhỏ nha mọi người. Thì có hai phần. Phần này và phần này, mỗi phần là 15 nguyên bản. Đây 1 nè. 2 này, đấy. Những cây như thế này mọi người về trồng bỏ vào trong máy này kia thì bữa sau cây con lớn lên, lan rễ ra và thay một ít giá thể xung quanh này là được nha mọi người. Đó. Có nhiều của chú anh chị trồng cái này kia cái thân nhỏ thế này nhưng mà nó lên thân lớn là chuyện bình thường nha mọi người. Hãy tới mùa cây con lên mọi người chăm nó lên lớn lắm. Rồi hai nguyên bản này, 3 này, cái này được 2 thân tơ này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này, 9 này, 10 này, 11 này, 12 này, 13 này, 14 này, 15 này, đó. 15 cái nguyên bản nhỏ như thế nha mọi người. Nếu mọi người mua những cái phần như thế này nó rất là lợi vì được nha. Nhiều cái thân tơ nha mọi người. Đấy, 1 này, đó. Nó nhỏ nhưng mà được nhiều thân tơ, nhiều giống ấy. 2 này. 3 này. 4 này. 5 này. 6 này. 7 này, 8 này. Đó, 9 này. 10 này, 11 này, 12 này. 13 này, 14 này, 15 nha mọi người. Đó. Rồi, em có hai phần lan hoàn thảo đơn cam loại 15 nguyên bản nhỏ hàng giống nha mọi người. Đấy. Này được rất là nhiều mầm mọi người về ép trồng rất là hay. Rồi, tiếp theo đến hình 27. Một hài văn nam và đơn cam nha mọi người. Đấy. Lan hài văn nam đây. Đấy, và các hình rời đơn cam 27 100 này. Đó. Thì các cây rời đơn cam này. Đấy. Cái này gì lớn này. Đó, cây lớn rất ngọn rồi. Đó, này các hàng rời đơn cam nha mọi người. Đó, đơn cam rời nè, đơn cam rời nè. Đấy. Đó, rất là nhiều mầm trong này nha mọi người. Đấy. Rồi, lan hài văn nam nè. Đấy. Thì lan hài cho hoa rất đẹp nha mọi người. Đấy. 3 nè, 4 nè, 5 nè, 6 nè, đó. 6 cái hài văn nam và các về lan hoàn thảo đơn cam nha mọi người. Đây hình là hình 127. Hai loại lan nha mọi người. Dạ rồi, tiếp theo ngày hôm nay đến hình 28, dáng hương tam bảo sắc nha mọi người. Hoa của nó đây. Đấy. Hoa rất đẹp nha mọi người. Nếu người về trồng ở vườn thì nó sẽ rất đẹp luôn. Đó. Tới mùa nó ổn định thì nó sẽ cho nụ ra hoa nha mọi người. Rồi. Hình 28, 120.000 cho một phần này nha mọi người, dáng hương tam bảo sắc này. Đấy. Rồi không có các cây, hàng rất đẹp nha mọi người. Đấy, cây lá xét này, đấy, hàng rất là xanh tươi nha mọi người. 1 nè. 2 nè, đó. 3 nè. 4 nè. Đó. Rồi, các cây lớn này, đấy, cái này thì là một cây dán hương lá gân nha mọi người. Đây nè, đó, lá gân này. Gân nó nổi lên lá lắm nha mọi người. Đây. Đó, dán hương lá gân nha mọi người, lá này, đó. Lá gân này, đấy, lá gân lá nhân. Rồi nguyên cây lớn nha mày, nguyên cây lớn này lá gần đó, đó. Rồi nó đẹp nha mày. Rồi tiếp theo là cây lớn số 2 này, đó. Lá to nha mày, lá to bằng lớn. Rồi tiếp theo là cây số 3 này, đó. Những cây lớn như này rất là khỏe, này cây bồi hoa nó ta rất là nhưng mà nó dài nha mày, nó rễ cũng to luôn nha mày.
cái dòng nhãn hương này khá đặc biệt mà. Đấy, cái cây nó xanh rì luôn nha mọi người. Đấy, xanh đậm luôn á. Rồi hình 28 nha mọi người. Đấy 120.000 cho cái phần nhãn hương này nha mọi người. Đấy, có một cái cây nó nhân ở về làm giống sưu tầm. Đấy. Rồi, tiếp theo. Ngày hôm nay em có một cái phần lan kiếm xích ngọc nha mọi người. Đấy, loại phong lan kiếm cho hoa rất đẹp nha mọi người. Đấy, hoa đó đây, hoa xích ngọc này. Rồi hình 29 nha mọi người. Đấy, 100.000 cho ba dì lớn nha mọi người. Đây là dì đầu tiên, cái này phong lan nha mọi người, nó mọc ở trên cây nha mọi người. Đó, thì kiếm lá mềm nhưng mà mọi người trồng cái này cái lá nó không mấy nè, lá nó vẫn cong như hình cần câu á, như cái tre á. Đấy, nó không có bị xòa xuống. Đấy, đây một cái dì xích ngọc lớn nha mọi người. Đó, thì này ra hoa và này, và hoa nó rất là dài nha mọi người. Ra hoa có trái này, đấy. Nguyên về, nãy dòng này nó ưa ẩm, mọi người chú ý độ ẩm cho cây nha. Đấy. Giá thể giữ ẩm nhưng mà thoát nước. Đấy. Rồi, ba cây xích ngọc lớn nhé mọi người, hình 29, 100.000, đây có một phần xích ngọc thôi. Giờ tiếp theo, đến hình 30, này cũng một loại địa lan kiếm, này kiếm ở địa lan nha mọi người. Đấy, địa lan kiếm tứ thời, hoa nó đây, hoa cũng rất đẹp nha mọi người, hoa thơm. Đấy. Rồi hình 30 nha mọi người, 100.000 cho 10 dề, gồm có 3 phần, 1, 2, 3 nè. Đấy, mỗi phần như thế gồm 10 dề nha mọi người. Đó. Rồi các dề địa lan kiếm tứ thời nè, cái dòng này thì thường xanh quanh năm nha mọi người. Đấy, nên lúc nào mọi người cũng có màu xanh ấy. Đấy. Hoa này hoa chỉ thiên nha mọi người. Đấy, mọc lên một cái vòi hoa này. Đấy, và có cái vòi hoa này rất là cứng nha mọi người. Này đính các hoa này nè. Đó, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 nè, 6 nè, 7 nè, 8 nè, 9 nè. Đó, lên vào hoa rất là cao này. Đó. Cái này thì mọi người trồng ở đây kia thì nó cũng hình của cây tre nha mọi người, nó không có bị xòa xuống, nó nên nhìn rất là đẹp nha mọi người. Mọi người lên chậu trồng nó ok, đấy, rễ này nó rất là to khỏe nha mọi người. Đó, rất là đẹp. Rồi, 10 cây nha mọi người. Đấy, 10 dề, 10 bụi như thế này. Đấy, ghép lại rất là nhiều rồi đó nha mọi người. Đó. Loại 10 dề gồm có 3 phần nha mọi người. Đấy, phần nào thấy nè. Em người về trồng nó lên cái con lá rất đẹp nha mọi người. Đó nè, lá bóng bẩy và nó màu rất đẹp nha mọi người. Còn này là những cái lá ở rừng, nó dính cái bụi bụi rừng đó. Nó này nó như thế. Cái mọi người trồng nó vườn thì nó lá rất đẹp nha mọi người. Đó, lá nào cũng đẹp nè. Đó, này lá mới là đẹp liền nha mọi người. 1 nè, 2 nè. Đó, địa lan củ to nè. Đấy, củ tròn dưới nha mọi người. Đây. Đó, mọi người về trồng rồi nó ra rễ thì nói đó, bám rễ thì 2 3 nè. 4 nè, 5 nè, 6 nè, 7 nè, 8 nè, 9 nè, 10 nè, đó. Còn một phần như thế này mình rất là nhiều nha mọi người. Đấy, nó như thế này thôi chứ nhiều lắm. Đấy, người về trồng. Đấy. Này cũng thế nha mọi người. Đấy, này cũng 10 bụi luôn. Đấy. Rồi, đó là địa đang kiếm tứ thời nha mọi người. Đấy, hình 30, đấy 100.000 cho người về sưu tầm. Rồi, địa đang kiếm tứ thời. Rồi, rồi. Tiếp theo ngày hôm nay em có các hình lan kiều nha mọi người, kiều cam. Đấy, loại lan kiều cho rất đẹp, hoa cánh trắng hồng cam nha mọi người. Đó. Rất đẹp luôn. Đấy. Người trồng tạo những cái tác phẩm kiều rất đẹp nha mọi người. Đấy. Rồi, hôm nay em có hai cái phần cây lớn này và các hình ngắn hơn nè. Hai phần lớn là mỗi phần giá 150.000 cho cây to. Đấy, những cây to như thế này thì thường vòi hoa nó thường rất là dài và như mọi người. Đấy. Thân kiều rất đẹp bự nha mọi người. Đấy. Hình 31 này, 150 cho 3 dề lớn này. Rồi đây là dề đầu tiên nè. Dề này thì nó gồm có 1, 2, 3, 4 thân tơ. Đấy, nguyên dề rất đẹp nha mọi người. Đó, cây rất là cao nè. Rồi, tiếp theo là dề kiều số 2 nè. Dề kiều lớn số 2 gồm có 1, 2, 3 thân tơ nha mọi người. Đó, thân lá cũng rất đẹp. Rồi, tiếp theo là dề kiều số 3 nè. Đấy, một kiều dề kiều lớn nha mọi người. Đấy, gồm có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 thân tơ lên nha mọi người. Đấy, những thân dây kiều này rất là khỏe. Đó, lá của nó nè. Đó, thân lá rất đẹp nha mọi người. Vòi hoa nó rất là dài. Đấy. Những cây dề lớn như này thì rất là khỏe nha mọi người. Cây khỏe và hoa rất là dài. Nhiều bông nha mọi người. Đấy.
Rồi ba cái dì kiều đó, rất là nhiều thân tơ này, đó quá đẹp luôn. Hai phần này phần 150 nhé, cho ba dì lớn đấy. Hình 31. Tiếp theo là đến hình 32, loại 5 dì lớn nhé, 150. Rồi đây là dì đầu tiên này. Đây, đây là dì kiều đầu tiên nha mọi người, cũng có 1, 2, 3, 4 thân tơ nha mọi người. Thì ngồi tự nhiên thì nó mọc như thế này đây, mọi người về chỉ cần ghép lại, đấy. Để như thế này thì tới lúc hoa nó ra thì nó thòng xuống rất là đẹp nha mọi người, đấy, rất là tự nhiên luôn. Đấy, thì nó cái kiểu ra phát hoa nó như thế này, đó, mọi người trồng cái này kia thì nó ra hoa thòng xuống rất đẹp. Đấy, rồi, người bé lại, đấy. Này cây kiều lá lên gần luôn nha mọi người, đó, gần lá luôn này, đấy. Nó đẹp nha mọi người. Rồi tiếp theo thì về số 2. Số 2 này. Đó. Mình về nè. Rồi tiếp theo về số 3 này. Còn 1 nè, 2, 3, 4, 5 thân tơ nha mọi người. Đó, thân kiều lớn nè. Mọi người về ghép lại. Đó. 3 nè. Rồi về số 4 này. Đó này 1, 2, 3 thân tơ nè. Rồi tiếp theo là về số 5 này. Đó. 1, 2, 3. Đó. Rồi. Phần kiều cam lớn này nha mọi người, đã 5 dì. Hình này hình 150 nha mọi người, đã 5 dì lớn luôn, đã hình 32. Tiếp theo là đến hình số 33. 100.000 cho 2 dì lớn nha mọi người. Rồi đây là dì đầu tiên nè. Đó, dì rất nhiều thân tơ nha mọi người. Cây kiều con nó lên thân rất đẹp nha mọi người. Đó. Rồi rất đẹp luôn nha mọi người. Rồi tiếp theo là dì số 2 nè. Dì này cũng có 1 2 3 4 5 6 7 thân tơ luôn nha mọi người. Rồi hai dì lớn kiều cam nha mọi người. Đấy, hình này hình 33 100.000 nha mọi người. Rồi tiếp theo là đến hình số 34 100.000 cho 12 dì. Rồi cũng có các dì nè. Đây dì đầu tiên nha mọi người. Đấy. Tiếp theo là dì số 2 nè. Đây số 2 nè. Dì số 3 nè. Đây dì số 4 nè. Dì số 5 nè. Rồi dì số 6 nè. Rồi tiếp theo về số 7 nè. Đấy, nhiều thông tơ nha mọi người. Về số 7 về số 8 nè, đó, hai về. Về số 9 nè. Số 10 nè. Đó. Số 11 nè. Số 12 nè, đó, 12 13 về vậy đó nha mọi người. Đó. Rồi cây về lớn nè, đó. Rồi rất nhiều thông tơ hình 34 100.000 cho 12 về, mọi người về làm giống nha mọi người. Quá trời luôn. Rồi, tiếp theo là đến hình số 35. Hình kiều cam nguyên bản rồi, đấy hình này một cây nguyên bản rất là lớn nha mọi người, cây nguyên bản nó luôn này, đấy thì ngoài tự nhiên thì nó như thế này nha mọi người, đó này nó còn có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cái thân tơ nha mọi người, 7 thân tơ rất đẹp luôn, đó đấy, thế tự nhiên của nó ấy rồi, đấy, mọi người về chỉ việc treo lây, đấy, tới mùa ra hoa thì rất đẹp nha mọi người, đấy. Này thì em cầm nó không ái được, mọi người đứng nhìn nhiều cái tư thế, nhiều góc nhìn của nó thì nó rất là đẹp nha mọi người. Đó, cây nguyên bản lớn nha mọi người, quá đẹp luôn. Cái này tấm cây lớn này, tấm bà hoa này, nó thòng bông xuống rất đẹp luôn. Đặc biệt là cây này, cây lá lên gân luôn nha mọi người, lá lên gân luôn này, rất đẹp. Đó, rồi cây kiều cam nguyên bản nha mọi người, hình số 35 nha mọi người, 250 cho cây nguyên bản lớn này. Tiếp theo là đến hình số 36. Cái này cây 200 nha mọi người, nguyên bản luôn. Đấy. Rồi, thì ngoài tự nhiên thì nó mọc. Đấy, ngoài tự nhiên thì nó mọc như thế này thôi nha mọi người. Đó, tới mùa nó sẽ ra hoa. Đấy, này thì được 1 2 3 4 5 thân tơ nha mọi người. Đấy, kiều toàn thân tơ hết. Tới mùa thì nó lên cây con mới nha mọi người. Cây này mới lên nè. Đó. Đây rất là khỏe nha mọi người. Đấy, cái này người về cố định lại là ok thôi. Đấy, thân lớn, hoa nó sẽ dài nha mọi người. Đó, cây nguyên bản này mọi người về không cần phải ghép nữa nha mọi người. Đó. Rồi, nó phải luôn, các cái hoa cũ mùa trước kìa. Rồi hình 36 hình này hình 200 cho cây nguyên bản này. Tiếp theo là đến hình số 37. Hình 100.000 cho hai nguyên bản. Rồi đây là cây nguyên bản đầu tiên này. Đấy thì ngồi tự nhiên nó mọc như thế này thôi. Đấy, 3 thân tơ nha mọi người. Có 5 lá này, kiểu 5 lá. Tiếp theo là cây nguyên bản số 2. Đấy, này gồm có 1 2 3 4 5 thân tơ nha mọi người. Đó. Đấy, này mọi người về đặt chậu là ok thôi. Đấy, chỉ này nó bám vào giá thể rồi.
người đặt vào chậu thì tới mùa nó ra cây con thì nó sẽ bám vào giá thể mới nha mọi người, giá thể chậu mới. Đấy. Rồi 5 cái thân tơ nha mọi người. Kiều này thì thân nó hơi vuông vuông. Có khi là nó đau cái kiều quá nha mọi người. Có khi nó có một cái kiều đẹp, cây kiều mỡ gà nha mọi người. Giống giống. Rồi 100 nghìn, 2 nguyên bản mọi người về sưu tầm là hình 37. 100. Rồi tiếp theo là đánh hình 38, 120 nghìn cho combo lồng sầu nha mọi người. Còn rất nhiều lồng lan. Thứ nhất là lan lông tu đá trắng này, đấy, lông tu đá trắng hoa cánh trắng hồng vàng, mọi người sưu tầm nha mọi người. Này là thân hoa của nó nha mọi người, hoa rụng lá rồi. Đấy. Đây này, đó, này thân hoa của nó này, đấy, cái thân màu trắng trắng này, đấy. Mùa tới nó sẽ ra hoa, đấy. Thân hoa này, thân hoa này. Rồi, tiếp theo là lan hoàng phi hạt nha mọi người. Đó, hoa phi hạt, hoa rất đẹp. Đó. Rồi lan hoàng thảo tam bảo sắc nha mọi người. Hoàng thảo tam bảo sắc ba màu hoàng rất đẹp luôn. Đó, các thân hoa nó này, đó. Một thân như thế này thôi nhưng mà tới mùa hoa của nó là một mắt nó ra rất nhiều bông nha mọi người. Đó. Rồi mạch đỏ nha mọi người. Đấy. Rồi hồng thảo gì tôm đen nha mọi người. Đó, này cũng khá là hay. Đấy. Hoàng chùm. Rồi lan hoàng long vĩ nè. Đấy, hoa màu vàng rất đẹp nha mọi người. Rồi lan xích ngọc nha mọi người. Đấy, các cây xích ngọc này. Đấy. Xích ngọc này, điện lan kiến xích ngọc, không lan nha mọi người. Lan kiếm xích ngọc này. Rồi lan vạch đỏ này. Lan hoàng thảo vạch đỏ này. Hoàng long vĩ này. Đây cũng được khá khá lan hoàng long vĩ nha mọi người. Hoa này hoa màu vàng cũng đẹp. Đấy. Rồi lan ý thảo ba màu nha mọi người. Đấy. Rất nguyên bản đó này. Đấy, hoa ba màu rất đẹp nha mọi người. Mùa này đã thắt ngọn rồi, chỉ chờ ra hoa thôi. Hoa này hoa ba màu rất đẹp luôn. Các cây nguyên bản nha mọi người. Ý thảo ba màu nha mọi người. Rồi, đó là hình combo lồng sầu 120 nghìn. Hình 38 hình cuối cùng ngày hôm nay nha mọi người. Dạ rồi, mọi người đặt hàng thì gọi điện thoại trực tiếp cho em qua số điện thoại là 070 611 5694 nha. Thì trường hợp mọi người gọi điện không được thì mọi người vui lòng nhắn tin. Em sẽ chốt hàng qua tin nhắn và đi trong 10 đến thời gian sớm nhất nha. Và bên em đồng giá ship 30k trên một đơn hàng. Ship này ship nhanh, tầm 2 đến 3 ngày thì mọi người nhận được hàng nha. Rồi một đơn thì 30k, nhiều đơn thì 30k nha mọi người. Và đồng mọi người nhận hàng thì thanh toán 30k ship là xong. Dạ rồi, một lần nữa thì em xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi, ủng hộ cái kênh trong suốt thời gian vừa qua. Để nhận những clip mới, mọi người nhấn vào nút đăng ký kênh lúc này và bấm vào chuông thông báo bên cạnh để nhận tất cả clip trên kênh một cách nhanh và sớm nhất nha mọi người. Dạ rồi, một lần nữa thì em xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ em, cũng giống như ủng hộ người đồng bào tại địa phương em. Thì người ta đã bỏ chút công sức vào rừng, hái những nhành lan về trong người sưu tầm. Em xin chân thành cảm ơn. Dạ rồi, chúc tất cả mọi người một buổi tối thật là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Em xin phép dừng clip tại đây và hẹn mọi người ở những video bán hàng tiếp theo nha mọi người. Dạ rồi, em xin phép chào tất cả mọi người ạ. Dạ rồi.